Xin chào tất cả mọi người nha. Và ngày hôm nay thì cái tình hình cập nhật của chị với hai chị với ba thì vẫn chưa có gì tiến triển nha mọi người. Thì ngày hôm nay thấy trên đường từ từ nhà đi qua quận Tư xem tình hình như thế nào, thì tình cờ được gặp được mấy anh chị ngồi ở ngay chân đường 54 Tôn Đảng, phường 13 quận Tư nha mọi người. Thì không biết như thế nào thì thôi Thái sẽ hỏi chị với ba với mấy anh chị ở đây. Hôm nay chị với ba hôm nay tình cờ sao gặp chị với anh Gia Bảo ngồi đây vậy? Để ba với anh Gia Bảo với chị mấy hai đang nói chuyện với kịch bản để ngày mai quay cái chương trình gì anh quên rồi. Chương trình của Gia Bảo. Chương trình Gia Bảo hiện tượng hả? Hiện tượng đúng rồi. Gia Bảo và những hiện tượng đúng rồi. Của chương trình là sao mới nhắc lên cái ngang quên rồi. Gia Bảo và những hiện tượng. Thì những cái khách mời sau đây là Cú Tí. Thứ này vậy. Cú Lì. Của Nhân Ngà. Của Nhân Châu là bốn người là cái xê khủng luôn đó nha mọi người. Nên là mọi người thì ngày mai thì quay xong thì bé ba sẽ công bố cái chỗ khai trương. Chỗ mới. Và đem những cái mới lạ nhất, những cái mà độc đáo của chị hai để đem đến cho tất cả mọi người. Mọi nhờ mọi người nhớ đón xem chương trình của anh Gia Bảo cũng như là chờ đợi cái mặt bằng cái chỗ buôn bán với ba nhà địa chỉ như thế nào nha. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nhớ đăng ký và theo dõi gia đình bé hai bé ba nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều lắm luôn. Vì cái địa chỉ mới của mình là ngày mai là mình sẽ nói luôn hả? Dạ, đợi Cú Tí Cú Lì đi nói chuyện với người ta xong. Rồi Cú Tí Cú Lì nói chuyện xong rồi ký tên là Quỷ Dân Ngào, Quỷ Dân Châu nha mọi người. Nhớ giùm em đăng ký giùm em nha. Thì ngày mai hai chị đi dẫn đi tham gia chương trình của anh Bảo đó lúc mấy giờ? Cái đó là về khung giờ trưa và chiều và tối và khuya. Nó có nhiều giai đoạn lắm. Giai đoạn 64 6482. Nó chứ quay là quay buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều. Còn buổi tối mọi người muốn quay thì mọi người đến cái địa chỉ muốn lấy địa chỉ đi rồi mấy ba tới mấy ba quay với mọi người sao nha. Vô mà ngồi nhớ nha. Sao ngồi buồn á chị hai? Quay là chi vậy? Quay thôi. Bé hai hiện tại đang nhắn tin trả lời những vị những anh chị bạn bè gần xa đang nhắn tin hỏi thăm địa chỉ hoặc là giờ giấc buôn bán. Nên là thật sự là mấy bữa nay là bé hai rất là bận. Bận và như là suy nghĩ là tìm cách nào và tìm một địa điểm cụ thể nhất định. Đúng là như là hôm qua là bé hai đã nói là hôm nay bé hai sẽ bán, nhưng vì lý do cái địa điểm mới nó còn hơi cũ kỹ, cần phải sửa soạn lại, phải trang trí và gắn bóng đèn, nói chung là phải làm lại nhiều thứ lắm. Nên là hôm nay bé hai không bán được. Có thể là 1-2 ngày nữa, thứ bảy hoặc là chủ nhật bé hai sẽ bán. Thì nếu mà bán thì bé sẽ có kênh YouTube hay là trên Facebook bé hai sẽ đăng. YouTube hả? YouTube hả? Bé hai sẽ thông báo. Thì mong mọi người cùng yêu thương bé hai. Nói chung là bắt đầu từ tối đêm nay là bé hai sẽ ít ngủ lại hơn nửa ngày xưa nữa. Tại vì sáng ngày mai bé hai sẽ qua sửa soạn lại cái căn tiệm, rửa trang trí cái bóng đèn, rồi nói chung là dọn đồ tất cả cho cái chỗ cũ á, dọn qua rồi phải đăng bài và thông báo cho mọi người và đi chợ, nhiều thứ lắm. Nhưng mà thật sự bé hai rất là xin lỗi, có nhiều bạn bè từ xa, có một bạn từ ở Kiên Giang đi vào đây chủ yếu là để gặp bé hai nhưng mà lại không gặp. Bé hai xin lỗi rất là nhiều những anh chị em bạn bè đã yêu thương bé hai. Và hôm nay cũng đã rất là nhiều người gọi điện thoại hỏi là chị ơi bán ở đâu. Và có người đã đến luôn, có người lại đến cái địa chỉ đó luôn mà. Và hên tình cờ đã gặp bé hai đó. Thì bé hai cũng đã xin lỗi, nói là em ơi hôm nay chị chưa bán được, hẹn em vào 1-2 ngày nữa em sẽ đến ủng hộ chị nha. Thì em nói là vui, ok chị, không sao. Thì mong mọi người có yêu thương bé hai, yêu thương bé ba hoặc là gia đình bé hai bé ba thì hãy cùng đồng hành bé hai bé ba cùng một địa chỉ mới. Và ngày mai chiều mai là bé hai sẽ có một lịch quay với cho anh nghệ sĩ Gia Bảo với một cái chương trình là Gia Bảo và những hiện tượng mạng đó. Mong mọi người hãy đón xem của anh Gia Bảo cùng những hiện tượng mạng
À, nói sơ sơ ra có thể nói dư dần được không? Không. À, nói chung là bí mật. À, mọi người hãy cùng đồng hành cùng anh Gia Bảo bé 2 bé 3. Thì mọi người cũng nên đón xem nha mọi người. Và nếu có yêu thương bé 2 thì hãy comment bên dưới, subscribe, like kênh và chia sẻ đi mọi người để cho mọi người cùng biết đến bé 2 nha mọi người. Rồi. Chơi hả? Điên cọp cái gì vậy? Trên vừa lòng hả về anh nha anh Bảo. Thì hiện nay thấy có tình cờ gặp mấy anh chị ngồi ở đây và quay cho mọi người xem. Ủa nãy anh like anh quay hả? Quay. Quay á. Về cái nguyên nhân mà vì sao hôm nay không bán được đó mọi người. Thì do quán quá cũ kỹ nên là cần phải sửa sang trở lại để mọi người đến sẽ không thấy bỡ ngỡ vì cái quán trước khi mình mướn thì nó quá cũ mọi người. Thì ngày mai thì bé 2 và bé 3 sẽ bắt tay vào việc sẽ sửa chữa lại, trang trí lại một thứ vài thứ. Và ngày mai thì bé 2 và bé 3 đang có một cái chương trình của anh Gia Bảo, đó là cái chương trình Gia Bảo và các hàng tuần mạng. Thì ngày mai thì anh Gia Bảo sẽ ghi hình, sau đó là ông Gia Bảo sẽ đăng lên trên cái trang YouTube của anh Gia Bảo, đó chính là Gia Bảo Official. Nếu mà mọi người có theo dõi buổi ghi hình của bé 2 bé 3 thì mọi người hãy vào kênh của anh Gia Bảo Tóc Bình Sồ mọi người xem nha. Tóc của chị là hôm bữa là chị để vô một cái đầm, tôi muốn cái tóc tôi là để vô trong cái đó thì mà chị đó là thì cái thời gian bán trở lại như thế nào thì là Thái sẽ thông báo sau nha mọi người. Đúng rồi, các bạn có thử mọi người hãy ủng hộ Thái bằng cách like video và đăng ký kênh nha mọi người để cập nhật tình hình của bé 2 bé 3. Bà không nhớ luôn cái tóc vàng của mình cũng vàng, nó là mình nhìn nó không có ra. Rồi hôm qua kiếm được cái lục rồi lục nó cũng ra đi mai mốt đi quay. Và clip này thì Thái xin được phép tạm dừng ở đây nha mọi người. Chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo. Đừng quên like và đăng ký kênh cho mình nha mọi người. Xin chào mọi người nha. Tóc cột là giả.